Dạ, đầu tiên thì cho phép mà em được cảm ơn tất cả ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em được tham dự buổi seminar hôm nay. Và trong buổi seminar hôm nay thì em cùng đồng nghiệp của em đã sẽ trình bày cái ứng dụng cái phương pháp khảo sát thực địa trong bảo tồn và nâng cao giá trị của lăng minh mạng ở Huế. Thì trước tiên là em xin giới thiệu tổng quan về thành phố Huế và lăng minh mạng. Thì Huế là một thành phố có sự đa dạng về các cái thành phần di sản, và trong đó thì các cái di sản ở Huế là được UNESCO công nhận là quần thể di tích ở Huế là đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại vào năm 1993. Và đặc biệt là hệ thống các cái lăng tẩm ở Huế, bảy lăng tẩm triều Nguyễn lại rải rác ở dọc các sông Hương là một trong những cái yếu tố mà tạo nên cái hệ thống di sản ở Huế, và đồng thời là góp phần rất quan trọng trong cái tạo dựng cái giá trị cảnh quan của Huế. Và trong cái bài hôm nay thì em muốn đề cập đến cái đối tượng nghiên cứu của em, đó là lăng minh mạng của tôi, đó là lăng minh mạng, là lăng của một vị vua thứ hai của triều đình nhà Nguyễn, được xây dựng ở trên núi Cẩm Khê và được xây dựng trong vòng 3 năm, đó là từ năm 1840 đến năm 1843. Và nó là một trong những cái lăng mà được UNESCO công nhận là quần thể nằm trong quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản và nó có những cái khoanh vùng để bảo vệ. Và hôm nay thì nhờ vào cái phương pháp khảo sát thực địa, đặc biệt là phương pháp sử dụng không ảnh và các cái phương pháp xử lý không ảnh, để chúng tôi có thể trình bày với quý vị các cái hiệu quả mang lại trong cái ứng dụng cái phóng ảnh và khảo sát không ảnh phục vụ cho khảo sát thực địa. Rồi, đã trình bày cái thì mục đích của chúng tôi là về vấn đề mà khảo sát thực địa này là trước tiên là để xác định được các cái giá trị đặc trưng của lăng minh mạng, ví dụ giống như giá trị về mặt cảnh quan, kiến trúc, phong thủy, để xác định các cái mối đe dọa và các cái nguy hiểm mà cái di sản này phải đối mặt trước quá trình đô thị hóa và du lịch tự phát, du lịch hàng loạt. Và nhờ có khi xác định được các cái giá trị đặc trưng cũng giống như các cái mối đe dọa thì chúng tôi sẽ đề xuất được những cái gì cần phải bảo tồn, lưu giữ, để là và cũng giống như là hạn chế được các cái nguy cơ, các cái mối đe dọa mà di sản nó phải đối mặt. Thì trong cái quá trình khảo sát thực địa thì có nhiều cái giai đoạn, nhưng mà hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày các cái giai đoạn được thực hiện ở trên thực địa, đó là giai đoạn mà chúng tôi sử dụng các cái quan sát bằng hình ảnh và không ảnh. Thì bây giờ tôi nhường lại cho đồng nghiệp của chúng tôi nói về các cái ứng dụng của cái phương pháp không ảnh và phương pháp xử lý không ảnh, để mà có thể là đem đến những cái hiệu quả trong cái vấn đề khảo sát phục vụ cho công tác bảo tồn và nâng cao giá trị di sản. Tôi xin mời Nguyễn Quang Huy trình bày ạ. Kính thưa các vị cùng tham gia cái buổi báo cáo này. Thì đầu tiên em xin được trình bày qua về cái phương pháp về xử lý không ảnh. Như chúng ta biết là lâu nay các cái flycam chụp ảnh hay là video dùng tư liệu rất nhiều. Tuy nhiên một cái lợi thế mà khá lớn đối với các cái không ảnh này, khác với ảnh vệ tinh, đó là cái sự số hóa quét cái bề mặt, tức là lấy cả cái bề mặt vật liệu và cũng như cả cái số liệu. Mục đích là chúng ta từ đó có thể lưu trữ được các cái dữ liệu 3D và phục vụ phân tích. Thì kỹ thuật photogrammetry này nó cũng dựa trên cái phương pháp về cái hình học và giao điểm, mà cái này hầu hết thì về phần cứng của máy tính và cũng như cái phần mềm hiện nay khá phổ biến để chúng ta phân tích và lấy được các cái dữ liệu này. Thì chúng ta đã thực hiện khảo sát tại Lăng Gia Long. Thì trong cái phương pháp phân tích lăng minh mạng, thì trong phương pháp này thì còn nhiều phương pháp sâu trong phương pháp xử lý. Thì có thứ nhất là phương pháp VR 360, phương pháp photogrammetry, và ngoài ra là còn có đến phương pháp là body scan. Nhưng ở mức độ mà khai thác cái dữ liệu cấp độ này thì chúng tôi dùng hai loại chủ yếu, đó là VR 360 và photogrammetry, bởi vì là cái chi phí để tiếp cận thấp hơn. Tuy nhiên kết hợp một số kỹ thuật về phần mềm thì chúng ta vẫn có cái hiệu quả tương đương đối với cái mạch web. Sau sau khi xử lý
thì sẽ các cái gì là hai loại phần mềm VR360 và phần mềm về xử lý công ngành có hai loại dữ liệu, và từ hai loại dữ liệu này chúng ta có thể hai kênh chia sẻ khác nhau, có thể làm như một cái hub để các cái chuyên gia nghiên cứu trong các cái điều kiện về vật lý chúng ta không thể tham gia tận nơi thì có thể chia sẻ và có thể cùng nghiên cứu dựa trên các cái dữ liệu này. Đầu tiên khi nói về cái dữ liệu 360 thì khi áp dụng về cái, trong một cái nghiên cứu về phong thủy đối với Huế, trục cảnh quan dọc sông Hương với giáo sư Sato của Đại học Waseda, do ảnh hưởng của Covid thì chúng tôi lại ứng dụng công nghệ này để chia sẻ từ xa và tạo nên cả các cái host online để hai bên cùng trao đổi và cùng nghiên cứu. Lát nữa tôi trình bày kỹ hơn về cái host này. Về phương pháp photogrammetry, tức là phương pháp loại dữ liệu thứ hai, thì nó là chính xác là dữ liệu 3D hơn. Chúng ta thường phân tích thì các trên các cái dữ liệu này thì sau khi xử lý thì các cái hình dạng 3D, tức là các cái file thực thể, thì được tái tạo lại và các cái số liệu kích thước vân vân và chứa đựng trong cái file dữ liệu này. Và sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ trên hai nền tảng, một là SketchUp platform và Sensium platform. Hai nền tảng này thì lập trình thêm để các cái công cụ hỗ trợ như đo kích thước, phân tích, độ dốc vân vân, để các đối tác từ xa có thể cùng tham gia và phân tích. Ngoài ra, một số cái kỹ thuật về không ảnh sẽ giúp cho chúng ta sẽ nhìn thấy cụ thể và rõ hơn về các khái niệm về phong thủy trước đây, chẳng hạn như các cái trục thần đạo hay là hoàng đạo và của các cái lăng, và chúng ta sẽ có một cái nhìn và cũng như hiểu, và cũng như người dân xung quanh người ta sẽ thấy được cái giá trị ở cái vùng đất họ. Cũng như cái số dữ liệu của photogrammetry thì chúng ta có những cái mặt bằng tổng thể chính xác khá cao, có thể sai số đến 2-3 cm nếu dùng hệ thống Eurotica hoặc là kết hợp với ground control. Ví dụ chẳng hạn ở đây thì sau khi xử lý thì chúng ta có được những cái đó bằng phần mềm kích thước nhanh hơn và không phải cần phải đo thực trạng, chỉ cần từ dữ liệu. Ngoài ra sẽ cung cấp cả cái bản đồ DM hoặc là bản đồ phân tích về dòng chảy các cái thảm thực vật bề mặt, thì xác định được các cái vùng ảnh hưởng nguy cơ của việc mà dòng chảy. Hoặc là ở đây dựa trên các bản đồ cổ từ thời của Lăng Minh Mạng, chúng ta xác định các cái trục cảnh quan đang bị ảnh hưởng bởi sự khai thác và quy hoạch trồng rừng sản xuất có thể ảnh hưởng đến những cái khu vực quanh cái vùng bảo vệ di tích. Ngoài ra với kỹ thuật photogrammetry 360 với những cái bản đồ cổ về khái niệm về chúng ta tạm gọi là những bản đồ fish eye, là những bản đồ thu nhỏ về cái góc nhìn thu nhỏ của một cái lăng, thì chúng ta cũng tương tự tạo ra những cái bản đồ không ảnh fish eye và tìm ra được những yếu tố cảnh quan như núi, đồng ruộng hay là các cái khu bị hiện nay đang bị xâm lấn. Và kết quả của sản phẩm thì chúng ta có thể được chia sẻ online, như ở đây chúng ta có thể chia sẻ, bởi vì có thể thấy một cái loại sản phẩm mà tôi có thể giới thiệu nhắn qua là ở đây. Khi chúng tôi làm việc qua đối tác thì có thể chia sẻ dựa trên cái bản đồ cổ các cái vị trí, cũng như đây là các cái hướng, các cái góc nhìn. Ngoài ra các cái tư liệu chúng ta có thể có đính kèm thêm, và những dữ liệu này đều là online, có thể mở các cái không ảnh cũ để các tham chiếu và xác định các cái vùng bị ảnh hưởng, các cái khu dân cư. Ngoài ra thì cái dữ liệu 3D bây giờ hiện nay không chỉ là chúng ta cần các cái cấu hình máy hay là offline, mà chúng ta có thể chia sẻ online thì cũng có thể chia sẻ trên này. Thì cái
sử dụng các cái khung ảnh và ứng dụng các cái kỹ thuật 3D đối với lăng Minh Mạng là đang là một cái nghiên cứu thí điểm của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng đã nghiên cứu một loạt các cái hệ thống lăng tẩm ở Huế, và chúng tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái công việc nghiên cứu của chúng tôi có thể được tiếp tục để mà đem lại những cái hiệu quả lớn trong cái vấn đề bảo tồn và nâng cao giá trị di sản ở Huế nói chung và hệ thống lăng tẩm ở Huế nói riêng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn tiến sĩ. Stop share và